VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Và nhân vật đầu tiên nằm trong top 5, đó chính là Verity SM5 phiên bản 2019. Micro không dây hát karaoke Verity SE55 2019 là phiên bản nâng cấp của SE55 trước đây. Được đánh giá cao là dòng micro mang đến chất âm sáng và vang, giọng ca rõ ràng và trung thực nhưng vẫn giữ được sự truyền cảm cần thiết giúp tôn giọng hát của ca sĩ. Micro được thiết kế chuyên dùng cho karaoke nên sở hữu độ nhạy cao, dễ bắt tiếng, hút âm tốt nên ca sĩ hát dễ dàng mà không bị mệt khi phải lên cao. Bên cạnh đó, Micro Verity SE55 2019 chống hú rất tốt với công nghệ cắt hú tự động. Khi bạn hát lên cao hoặc đứng gần loa, Micro cũng không gây hú rít, giúp bảo vệ loa và cho ca sĩ trải nghiệm ca hát tuyệt vời hơn. Hơn hẳn các dòng micro khác, chính là Verity SE55 2019 được trang bị công nghệ cảm biến thông minh, tức là micro có thể tự động tắt tín hiệu khi bạn đặt micro trên bàn và không hoạt động trong 5 giây. Sau 15 phút không nhận được tín hiệu hoạt động, micro sẽ tự động tắt hẳn để tiết kiệm pin tối đa. Ngoài ra, micro còn tự động tắt tiếng khi bạn lỡ tay làm rơi tay mic để không gây tiếng ồn trên loa và khiến loa bị đứt mạch. Và nhân vật thứ hai đó chính là CAVS 2000SE 25A. Khi nhắc đến một thương hiệu giá rẻ, chất lượng cao thì không thể bỏ qua hãng CAVS. Dòng micro với mã hiệu 2000SE 25 mã của hãng này đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các phòng hát karaoke gia đình cũng như các phòng hát karaoke chuyên nghiệp. Đầu thu của micro được thiết kế truyền thống như những dòng micro không dây khác, với một màn hình LCD hiển thị thông tin chi tiết và các nút cao su điều chỉnh chức năng. Nút nguồn được thiết kế nổi bật, tuy nhiên thì nút có kích thước khá nhỏ so với các dòng micro khác. Tay cầm và chụp của micro được làm từ hợp kim chống va đập, siêu cứng và phủ nano chống xước, chống vân tay. Nước sơn có độ lì không bị bạc màu qua thời gian dài sử dụng. Micro karaoke CAVS 2000SE 25 mã có khả năng lọc nhiễu và tập âm tốt. Micro cho độ nhạy cao, tiếng hát nhẹ, giọng hát phát ra dày và ấm. Micro có thể tự động quét tần số và dò sóng để hạn chế các sự cố trùng kênh. Ba mạch tiên tiến cung cấp khả năng chống hú cao, micro có thể phù hợp với hầu hết các dòng âm ly khác. Dòng micro này của CAVS cũng được trang bị tính năng tự động ngắt thông minh, giúp tiết kiệm pin tối đa và tránh các tạp âm không mong muốn lọt vào mic. Micro sẽ lập tức hoạt động lại khi người dùng cầm mic lên mà không cần ấn vào công tắc. Và nhân vật thứ ba đó chính là E3V300 đến từ hãng E3, rất hot trên thị trường hiện nay. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy bộ micro không dây E3V300 này chính là sự sang trọng trong từng đường nét thiết kế so với những sản phẩm khác có cùng phân khúc giá. Phần đầu thu của micro được cấu tạo từ hợp kim nhôm chắc chắn với phần mặt trước được thiết kế dạng phay xước. Điểm nổi bật của receiver chính là hai màn hình LCD hiển thị thông tin riêng biệt cho từng mic và dãy nút điều chỉnh tần số được bố trí ở sát bên. Về phần tay cầm của micro E3V300 cũng được thiết kế màu đồng bộ với đầu thu và cũng được làm từ hợp kim nhôm cứng cáp. Micro karaoke E3V300 sử dụng sóng UHF đạt độ ổn định cao, giúp hạn chế những hiện tượng hụt sóng gây mất tiếng. Bên cạnh đó, micro cho phép thiết lập và thu phát sóng tự động, chống hú cao và chống nhiễu tốt. Điều đặc biệt so với các dòng micro không dây khác chính là E3V300 cho phép nhận kênh kép, tức là hai tay cầm micro có thể được sử dụng cùng một lúc trong cùng một kênh tần số thay vì mỗi tay cầm micro phải nhận một tần số khác nhau. Và vị trí thứ hai trong top 5 này đó chính là Novation N69, mà theo đánh giá chủ quan của mình thì cái bộ thiết kế rất là đẹp. Sở hữu vẻ ngoài màu trắng bạc phối đen, micro Novation N69 mang đến cái nhìn sắc sảo về ngoại hình sang trọng.
Phần đầu thu có thiết kế mặt trước được trang bị đến hai màn hình LCD hiển thị thông tin, một màn hình LCD nhỏ hiển thị số kênh đã được chọn, cùng hai nút điều chỉnh kênh nằm bên dưới, nút nguồn và các nút chức năng phát quang khi hoạt động rất đẹp mắt. Navision là một hãng âm thanh đầy danh tiếng, do đó mà Navision N69 mang đến chất âm trung thực và dày tiếng, âm trầm không bị rè nhưng âm cao cũng không chói. Navision N69 sử dụng sóng UHF mang đến độ ổn định sóng cao, micro có thể tự dò các dải sóng sạch để kết nối và sở hữu 200 kênh tần số tùy chọn. Công nghệ tự động ngắt tiếng được tích hợp cho micro Navision N69 và được phát huy rất hiệu quả. Bên cạnh đó, micro còn được trang bị thêm công nghệ cảm biến gia tốc, giúp cho micro có thể tự tắt tiếng khi bị rơi, bảo vệ loa tránh các âm thanh quá lớn gây hư hỏng. Navision N69 được thiết kế để phù hợp cho các phòng karaoke kinh doanh, các phòng karaoke gia đình có diện tích lớn, phòng trà hoặc là sự kiện, vì thế mà micro có phạm vi bắt sóng từ 100 đến 150m. Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một ván bài select để xem thử nhân vật top 1 và đầy quyền lực ngày hôm nay đến từ hãng nào nha. E3. Anh ấy đến từ hãng E3. Tiếp luôn. V. Có một chữ V. Chà, chắc lại dòng chống ba đập đây rồi. Số luôn 660. E3 V660. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Trọn bộ micro E3 V660 bao gồm một đầu thu và hai tay cầm micro được khoét lên tông màu đen xám sang trọng. Phần đầu thu của E3 V660 được cấu tạo từ hợp kim nhôm có khả năng chịu nhiệt và chống va đập tốt. Kích thước gọn gàng với kiểu dáng hình hộp chữ nhật truyền thống có độ dày chiều dọc vừa phải. Về phần tay cầm của micro không dây E3 V660 có kích thước rất vừa tay, cầm nắm chắc chắn và không dễ bị trơn trượt do micro được phủ một lớp sơn nhám. Micro E3 V660 sở hữu đến 200 kênh tần số giúp mở rộng phạm vi ứng dụng và hạn chế tối đa hiện tượng trùng tần số của micro khi người dùng muốn thiết lập cho nhiều phòng karaoke khác nhau. E3 V660 có khả năng nhận kênh kép giúp người dùng có thể sử dụng cùng lúc hai micro dù cùng một tần số. Ngoài ra, micro E3 V660 còn hỗ trợ điều chỉnh âm lượng độc lập cho mỗi kênh, giảm thiểu tình trạng hú rè hoặc nhiễu âm khi hoạt động, mang đến tiếng ca trong sáng và rõ ràng. Tích hợp hệ thống cắt hú tự động hiệu suất cao, giúp micro E3 V660 có thể tương thích với bất kỳ dòng loa hoặc âm ly nào hiện nay. Tiếng ca được cải thiện chân thật và hỗ trợ ca sĩ hát nhẹ nhàng hơn. Phạm vi hoạt động của micro cao cấp E3 V660 lên đến 150m và có thể hoạt động xuyên suốt trong vòng 8 giờ mà vẫn giữ được sự ổn định trong chất âm. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vậy là top 5 micro không dây bán chạy nhất đầu năm 2019 đã lộ diện. Và còn chưa đầy 1 tháng nữa thì Xuân Kỷ Hợi sẽ đến. Và nếu các bạn cần cải thiện dàn karaoke giống hoặc tương đương chất âm của dàn karaoke kinh doanh thì các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm mà Video Shop đã liệt kê cho tất cả các bạn. Và nếu các bạn cần trải nghiệm sản phẩm hoặc tư vấn thêm thì các bạn có thể đến ngay các showroom của Video Shop hoặc là qua số hotline để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn. Subscribe Video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.